sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word.
vàng thu dài này dịu dàng.
ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thế hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Túp lều lý tưởng đó. Định để chúng ta bước vào buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, quan viên hay họ, bạn bè thân hữu gần xa của đôi bạn trẻ Bảo Thao và Ngọc Hiền. Vâng, đúng là xuân nào mà chẳng có hoa đào, bước lên sân khấu phải có lời chào đầu tiên. Vâng, hôm nay Tuấn Linh rất vinh dự cùng các nhân văn nghệ sĩ Trung tâm Văn nhạc Duyên Quê và hãng phim Sơn Tùng Studio sẽ gửi tới toàn thể anh chị quý vị và các bạn lời chào kính trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tôi đến đây là được sự phân công giao phó từ phía gia đình cho phép Tuấn Linh tôi được dẫn chương trình hôm nay. Vâng, và trước tiên xin phép được thay lời cho hai bên gia đình xin được chân thành cảm ơn toàn thể những tấm chân tình của quý vị quan khách và quan viên hai họ duyên tình nhà ta đã không hề quản ngại đường xa về đây sum họp một nhà và chúc cho đôi lứa mặn mà thủy chung. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là chầu này là chầu của tấm lòng, đem ra kết bạn để ta cùng nhau xơi. Mà nước trà thì được lấy ở giếng khơi, bánh kẹo thì được khắp nơi gửi về. Vui lòng xin quý vị đừng chê và xin mời quý vị hãy no nê men tình. Vâng, kính thưa quý vị, về dự đám cưới hôm nay thì có sự hiện diện đủ đầy bà con. Vâng, có người ở mãi tận Sài Gòn, nghe tin Thao và Hiền cưới cũng đi mấy con xe về. Có người thì ở tận Bảo Kê, ở trên Yên Bái cũng về rất đông. Có người thì ở Hải Phòng, ở bên Hà Nội cũng vòng xe qua. Vâng, có những người ở tít tận bên Nga, nghe tin Thao và Hiền cưới cũng đã bay qua để chúc mừng. Vâng, kính thưa anh chị, quý vị và các bạn, nhất là được sự giao phó từ phía gia đình, đã có hai đoàn đại diện cho nhà mình hôm nay. Vâng, kính thưa anh chị, quý vị và các bạn, và hiện nay thì hai đoàn đại diện đang sẵn sàng ra mắt toàn thể anh chị quý vị và các bạn. Và sau đây xin mời anh chị quý vị và các bạn chúng ta hãy dành tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón hai đoàn đại diện cùng sánh vai nhau vào trong sân khấu hôn trường. Đến nay hai cháu thực ra trở thành, mà cũng nhờ lời đẹp ý lành để cho hai họ kết thành thông gia. Nhớ ngày ra ngõ cơi trầu, hôm nay ta được đón dâu về nhà. Từ nay hai họ thông gia, tuổi cao thêm việc bạn già từ đây. Xin mời hai bác bắt tay để nhà tôi nhà bác từ đây mặn mà. Vâng, trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, cha đôi chúng mình trận tiếp bên nhau. Như chầu trận nghĩa bên nhau, trong ngày hạnh phúc bên nhau mãi còn. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà.
Vâng, kính thưa anh chị, quý vị và các bạn, thật đúng là bao ngày mơ ước đợi chờ, mà trăm năm hạnh phúc thì bây giờ là đây. Vâng, và sau đây, và thế anh chị, quý vị và các bạn, chúng ta không phải đợi chờ lâu thêm giây phút nào nữa. Vâng, ngay sau đây, chúng ta sẽ được nhìn ngắm đôi uyên ương, loạn phượng đẹp nhất trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó chính là chú rể Bảo Thao sánh vai cùng cô dâu Ngọc Hiền. Và sau đây, xin quý vị anh chị và các bạn giải thành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón cô dâu chú rể cùng sánh vai nhau và trong sắc tố. Vâng, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng toàn thể quan viên hai họ chúng ta hãy cùng ra mắt kính chào quý vị quan khách. Vâng, xin chân thành cảm ơn hai bác đại diện cùng toàn thể quan viên hai họ. Và sau đây xin mời hai bác đại diện cùng quan viên hai họ chúng ta hãy trở về hàng ghế vinh dự để chúng ta bước vào buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, quan viên hai họ, bạn bè thân hữu gần xa của hai bạn trẻ. Thật đúng là trăm năm đi tính chuyện vuông tròn, phải dò cho kỹ ngọn nguồn mạch sông. Vâng, mà cũng chỉ vì cái sợi chỉ hồng đã che cho hai bạn phải lòng với nhau. Vâng, cho nên gặp em từ buổi ban đầu, lòng anh nghe đã từ bấy lâu quen rồi. Mà đường đời dẫu xa tận mù khơi, vẫn lắng nghe tiếng gọi giữa đời yêu thương. Kính thưa quý vị, thật đúng là tình yêu thì cứ như đũa có đôi, như chảy bên cối, như nổi với vùng. Vâng, tình yêu thì son sắt thủy chung, cho nên đôi bạn đã một lòng cùng nhau xây dựng hạnh phúc dài lâu để cho đôi bạn được có nhau trong đời. Và bàn tay anh đã nắm chặt lấy bàn tay em rồi. Vâng, họ đã cùng nhau vượt qua gian nan thử thách để tìm đến tình yêu tuyệt vời hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, vâng, và anh Bảo Thao, vâng, anh đã có rủ rỉ có nói nhỏ với em Ngọc Hiền rằng: em ơi, ước gì anh cưới được nàng để anh mua gạch Bát Tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ Bán Nguyệt để nàng rửa chân. Vâng, kính thưa quý vị, vâng, và em Ngọc Hiền cũng đã đáp lại tình cảm mến thương đó. Vâng, em Ngọc Hiền cũng đã rủ rỉ có nói nhỏ với anh Bảo Thao rằng: anh Thao ơi, ước gì anh hóa thành chày, còn em là cối ta dã ngày dã đêm. Vâng, kính thưa quý vị, và mơ ước của đứa bạn trẻ ngày hôm nay đã lên duyên, lại được sự vun vén của hai bên gia đình và được sự nhất trí của các cấp chính quyền địa phương. Hôm nay trong tình người vẫn vương, lễ kết duyên của đôi uyên ương được tiến hành. Vâng, kính thưa quý vị, và trước khi bước vào buổi lễ thì trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy quay mặt lên đây ạ. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, tin vui mới báo về rằng anh Thao nhà ta hôm nay có nhặt được một thỏi vàng rất chi là to. Vàng này lại là vàng ta. Vâng, anh Thao đã mang ra thử lửa còn hơn cả vàng mười. Vàng này còn biết nói, biết cười, biết ăn cơm nguội và biết xơi cả thịt bò. Vâng, là người làm chương trình của gia đình, Tuấn Linh xin phép được hỏi anh Bảo Thao chân tình một câu. Thưa anh Bảo Thao, vâng, anh có đồng ý là sẽ thương con từ thuở con thơ và yêu vợ đến thuở bạc thơ mái đầu, muốn cho vợ khỏi cầu nhau, bếp anh phải dọn sạch bếp, nhà lau sạch nhà, anh có đồng ý không ạ?
Tất nhiên tôi phải đồng ý thôi. Vâng, đó đúng là điều đương nhiên mà chú rể đồng ý, kính thưa quý vị anh chị và các bạn. Vâng, xem ra thì chú rể Bảo Thao trong tương lai cũng là một người chồng rất chi đảm đang. Xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để động viên cho chú rể chúng ta. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, và tôi cũng xin phép được hỏi chị Ngọc Hiền. Vâng, thưa chị cũng biết rằng anh Bảo Thao đây là người rất đẹp trai và có lắm tài. Đặc biệt anh ấy còn chiều được vợ cả ngày lẫn đêm. Vâng, vậy chị có đồng ý là sẽ yêu thương và chăm sóc anh Bảo Thao trong suốt cuộc đời này, và chị có thể chiều lại anh ấy cả đêm lẫn ngày hay không? Dạ, em đồng ý ạ. Vâng, có chắc không ạ? Có chắc chắn không ạ? 100% chưa ạ? Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn, cô dâu rất là xúc động. Vâng, và cô dâu đã đồng ý chắc chắn 100%. Vâng, sẽ yêu thương và chăm sóc anh Bảo Thao trong suốt cuộc đời này. Và sau đây thì trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta hãy ký tên và bản đăng ký kết hôn. Vâng, đây chính là vật chứng hạnh phúc rất thiêng liêng sẽ đi cùng với đứa bạn trẻ trong suốt cuộc đời. Xin quý vị hãy dành tràng pháo tay để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Kính thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn, đúng là bao ngày mơ ước đợi chờ thì trăm năm hạnh phúc bây giờ là đây. Vâng, đến đây cho phép Tuấn Linh được trân trọng tuyên bố khai mạc lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Bảo Thao và Ngọc Hiền. Giờ đây xin phép được bắt đầu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn, thật đúng là hôm nay đây tràn đầy phấn khởi, lễ kết hôn đời sống mới vui tươi, ríu rít tiếng nói miệng cười, đôi bên hai họ mọi người hân hoan, mà mẹ cha thì cũng chẳng phàn nàn, hôm nay cưới được dâu ngoan về nhà. Vâng, kính thưa các cụ ông trong nhà và kính thưa toàn thể cụ bà ngoài hiên. Vâng, kính thưa các bạn trẻ thanh niên cùng các cháu nhỏ vẫn ngủ yên trên giường. Thật đúng là hôm nay sung sướng nhà ta mừng cho đôi bạn trẻ đón tiếp người ra người vào. Vâng, mà từ trên nhà xuống bếp sơn sau, chỗ nào chỗ đấy cứ chúc vào chúc ra. Họ hàng cô bác gần xa về dự đám cưới cũng chúc ra chúc vào. Mà cô dâu thì cứ ửng đỏ má đào, cứ liếc trộm chú rể ngắm vào ngắm ra. Vâng, chú rể thì sướng cứ cười nở như hoa, từ nay anh không phải ngóng ra ngóng vào. Vâng, xin chúc cho cô dâu chú rể bằng giờ tới năm sau sẽ có ngày em bé để bồng vào bế ra. Vâng, đầu lòng không gái thì trai, xuân son giống mẹ, có lắm tài giống cha, mà làn da thì cứ trắng nõn trắng nà, tính tình là phải giống bà giống ông, đôi bên cha mẹ đẹp lòng, sang năm là có cháu bồng trên tay. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là chim khôn chim đậu cành mai, gái ngoan lấy được trai tài đảm đang. Và tiếp theo sẽ được chuyển sang chương trình văn nghệ với những tràng pháo tay. Vâng, trăm năm chỉ có một ngày, hát cho dâu rể đắm say nhân tình. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình ca nhạc đặc biệt để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ hôm nay, xin mời quý vị hướng mắt lên sân khấu và lắng nghe nhạc phẩm Hỏi Vợ Ngoại Thành do ca sĩ Thanh Dương thể hiện. Xin quý vị hãy đồng chào có tay để chào đón ca sĩ Thanh Dương. We'll be right back.
sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm. Thăm động có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm. Mỗi trường yêu năm anh đã cùng em không thể nào quên. Từng viên hoàng hôn lên đường thân em ngắm vầng trăng non kỳ thầm. Anh về thôi ô bao yên quanh ngày xuân ta hạ tiền nhé. Đó chính là trường cao đẳng sư phạm mẫu giáo chuyên ngành anh nuôi dạy trẻ. Vâng, và hiện nay anh Thanh Dương vẫn còn đang phòng không đơn lánh và rất mong muốn sẽ có một ngày anh đi hỏi vợ ngoại thành. Vâng, vậy có chị em nào ở khu vực ngoại thành thì xin mời hãy liên hệ với nhanh chúng tôi. Vâng, để chúng tôi cung cấp những thông tin cá nhân của anh Thanh Dương cho các chị em. Vâng, xin được chân thành cảm ơn ca sĩ Thanh Dương. Kính thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn kính mến, thật đúng là phi cổ thì bất thành kim, mà con không cha mẹ biết lấy nơi đâu sinh thành. Núi kia ai đắp mà cao, sông sâu bể nọ ai đào mà ra. Con người thì có mẹ có cha không mẹ như đàn không dây. Vâng, các con là những mầm cây, có bàn tay cha mẹ đã chăm sóc từ bao ngày ấu thơ. Bao năm đã xây đắp vun trồng, tóc xanh cha mẹ nay cũng đã điểm bạc theo dòng thời gian. Con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha. Nhưng mà hai nước chúng ta, Việt Nam và Hàn Quốc rất là xa xôi. Mẹ cha đành phải nhường lời, cho bác đây đại diện sẽ có vài lời dặn con. Kính thưa anh chị, quý vị và các bạn. Và sau đây, để nói lại cái tình cảm thiêng liêng và thắm thiết đó, trân trọng kính mời
vị đại diện bên gia đình, dòng họ, nhà gái sẽ lên phát biểu chào dâu và có đôi câu căn dặn. Xin quý vị anh ông chàng phát tay để chào đón đại diện nhà gái lên phát biểu chào dâu và có vài câu dặn dò. Kính thưa hai họ, các quý vị khách quý gần xa, các chú, các bác, các cô, các dì cùng nội ngoại của hai em, cùng đoàn thể bạn bè thân thiết gần xa, hôm nay ngày vui của hai em Hiền và Thao, tôi xin đại diện cho họ nhà gái chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc, làm thật nhiều tiền, cuối năm để thằng cu. Chúc cho hai họ cùng toàn thể quý khách đã có mặt tại hội trường, chúc cho các anh, các chị sống trên mảnh đất Angola làm thật nhiều tiền, gửi về để sau này mình sinh sống. Chúc cho các nam nữ yêu nhau. Tôi chia xin hết. Kính thưa quý vị, bác đại diện nhà gái, tuy rằng bác rất chỉ là vui tính thế thôi, nhưng mà thực ra bác rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Vâng, đúng ra là trong buổi sáng nay, vâng, bác đã có gặp gỡ và đã có dặn dò riêng với cô dâu Ngọc Hiền rồi. Vâng, cho nên đứng ở trên này là bác không có nói dài. Kính thưa quý vị, sáng nay bác có dặn là cô dâu Ngọc Hiền rằng: Ngọc Hiền ơi, từ nay đã có chồng rồi, cấm tìm ai đó để ngồi tỉ tê, có anh nào rủ uống cà phê nói rằng em phải đi về nhà ngay. Nếu mà đi đến đầu đình, cấm được đám mắt đưa tình sang ngang, gặp anh nào ăn mặc hở hang, cấm được liếm mép sang ngang nụ cười. Nếu mà có muốn đi chơi, đến giờ phải nhớ về nơi cùng nằm. Vâng, cái thưa quý vị, đó cũng là mấy lời bà Ngọc mà bác đại diện nhà gái đã dành tặng riêng cho cô dâu của chúng ta. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác và xin được kính chúc bác luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Xin quý vị hãy cùng chào phát tay để chúc mừng. Kính thưa quý vị, chị và các bạn, thật đúng là hôm nay đây anh đã cưới được nàng. Chợ cậy thì đông đúc dọn hàng để đón dâu, mà tỉnh Thanh thì cung đốn trầu câu, Nghệ An xuôi vải thui trâu mổ bò, Hưng Yên thì quạt nước hỏa lò, Thái Bình thì sang gạo giã giò để gói nem, mà Ninh Bình thì trải chiếu bưng mền, Hải Dương vót đũa cầu vui đúc nồi, Sơn Tây thì ném đá để nung vôi, Hà Nội nhóm lửa thổi sôi nấu chè. Vâng, hôm nay đây có đông đủ bạn bè, lời ca tiếng hát cứ say mê tỏ tình, hát cho hai họ duyên tình, hát cho hạnh phúc quê mình, và hát cho các bạn trẻ đang có những tâm tình lứa đôi. Vâng, kính thưa quý vị, và để tiếp theo chương trình ca nhạc đặc biệt, xin mời quý vị hãy hớ mắt lên sân khấu và lắng nghe nhạc phẩm Ngỡ do nam ca sĩ Đức Anh gửi tặng cô dâu chú rể và toàn thể hội trường sau đây. Vâng, xin quý vị hãy chào đón ca sĩ Đức Anh. Đức Anh xin chúc toàn thể hội hôn thành công tốt đẹp và chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Và tôi xin gửi đến quý vị các bài hát Ngỡ do chúng ta xin chân thành cảm ơn. Yeah.
Vâng, xin chân thành cảm ơn ca sĩ Đức Anh Vâng với nhạc phẩm Du Dương Nhẹ Nhàng Vâng đã gửi tới toàn thể hôn trường nhạc phẩm Ngỡ. Kính thưa quý vị anh chị và các bạn, Vâng, ca sĩ Đức Anh Vâng, anh cũng là bạn thân đối với cô dâu chú rể. Vâng, ngoài nhạc phẩm để gửi tặng cô dâu chú rể và toàn thể hôn trường, Vâng thì ca sĩ Đức Anh cũng không quên gửi gắm đến cô dâu chú rể những lời chúc mừng. Vâng, anh có nói với cô dâu chú rể rằng vui câu hò giọng hát với quê ta gió mát trăng thanh. Hôm nay anh chị đã thỏa ước mong, chúc cho anh chị sang năm sẽ nở đầu lòng cháu trai. Nhưng mà cái mồm, cái mắt, cái tai phải giống hệt bố nó chẳng sai tí nào. Thương con thì anh chị phải nhớ đến ngày nào lớn lên học giỏi, cứ cho cháu vào học ngành công an để làm công tác truy tìm tệ nạn với phong trào sóc đĩa đang lan tràn quê ta. Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn, thật đúng là trai vui thì gái cũng phải mừng. Hôm nay hai họ cứ tưng bừng như hoa. Nhà gái thì đã phát biểu rồi, nhà trai thấy vậy là cứ đứng ngồi không yên. Vâng, bây giờ thì cũng đến phiên nhà trai nên phát biểu kết tình thông gia. Và sau đây xin mời quý vị anh chị và các bạn hãy nộp một tràng pháo tay để chào đón đại diện nhà trai lên nhận dâu và có vài câu căn dặn. Vâng, xin kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày vui của hai em và ngày lễ trọng đại nhất trong đời của hai em. Thì tôi, gia đình thì hai em đang lao động ở xa, các bậc phụ huynh thì không có mặt ở đây được, thì tôi được sự ủy nhiệm gia đình nên thay mặt họ nhà trai có đôi lời gửi đến toàn thể quý vị và anh chị em của hai bên gia đình. Lời đầu tiên tôi cũng thay mặt gia đình xin cảm ơn cái tấm lòng vàng của tất cả quý vị cùng anh em bạn bè hôm nay đã bớt chút thời gian vào ngọc và tới dự ngày lễ thành hôn của hai em. Đó là niềm vinh hạnh rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Vâng, và vì đường xá xa xôi thì cũng mong quý vị thông cảm bỏ qua cho gia đình. Mà hôm nay qua một thời gian dài hai em tìm hiểu tại đất Hàn và đi đến quyết định là tiến tới xây dựng một mái ấm gia đình, thì được sự đồng ý của hai bên cha mẹ và họ hàng cô dì chú bác, thì ngày hôm nay là hai gia đình chọn được một ngày tốt để làm lễ tổ chức cho hai em. Thì bên họ nhà trai chúng tôi cũng rất là vui mừng là chúng tôi có thêm được một em Hiền là dâu Thảo trong nhà, và cũng mong họ nhà gái chấp nhận em Thao bên nhà tôi là một rể Hiền. Thì có gì đấy thì sau này các em về nhà thì cũng mong hai bên gia đình là dạy bảo thêm các em, vì các em vẫn còn trẻ tuổi. Và sau đây thì tôi xin giới thiệu có chú của em Thao lên thì có đôi lời gửi đến toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay được sự ủy quyền của gia đình, tôi lên có đôi lời nhận. Ngày nay là ngày vui của hai cháu chúng tôi, lúc nãy là bên đại diện họ nhà trai đã nhận dâu và giao rể rồi. Tôi thay mặt cho gia đình mời tất cả các vị hội hôn hôm nay đã bớt chút thời đường xa xa xôi về đây để dự ngày hôn lễ của hai cháu, để mừng ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Sau buổi lễ thành hôn này, mời tất cả các vị đã có mặt ở tại hội trường hôn lễ của hai cháu xuống tầng 3 ăn cơm để mừng cho hai cháu và dự bữa tiệc nhỏ nhỏ. Chúng tôi thì không biết nói gì hơn hết, tôi trước mắt tôi thay mặt cho gia đình cảm ơn đến tất cả hội hôn và ban tổ chức xin hết ạ. Kính thưa quý vị anh chị và các bạn kính mến, và như vậy là kể từ giây phút này trở đi thì hai bên gia đình đã chính thức có thêm một nàng dâu Hiền và một chàng rể Thảo. Vâng, trai thì trung chính lại sánh với gái chính chuyên, trai đảm việc nước là gái chuyên việc nhà, trai thương vợ thì hăng say công tác mà gái thương chồng thì trung hậu đảm đang, hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà, thắm tình tổ quốc vẹn tình ta. Kính thưa quý vị, yêu thì phải cho roi cho vọt, mà ghét thì cho ngọt cho bùi,
Vâng, từ nay có mổ gà nhớ phần cho Bảo Thao một cái đùi, mà có mổ lợn thì nhớ phần cho Ngọc Hiền cái đuôi và cái móng giò. Kính thưa quý vị, qua sông thì có bến đò, mẹ cha cũng không quên điện thoại có dặn dò mấy câu: từ nay tổn phận rể dâu, hiến dâng cha mẹ mai sau tuổi già, rồi sau này thay mẹ thay cha, sớm hôm nhang khói ông bà tổ tiên, bên nhau lên bến xuống thuyền, cùng nhau một dạ một thuyền thương mến nhau, xây dựng kiến thiết mở mang. Hôm nay hai họ cũng sang rất nhiều. Vâng, hai bác đại diện đã phát biểu đôi điều, tuy không dài không ngắn không nhiều nhưng rất hay. Kính thưa quý vị, trăm năm cũng kể từ đây, nhẫn trao tay một chút này làm ghi. Và sau đây xin mời quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu, vâng, để minh chứng cho tình yêu hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Vâng, cô dâu chú rể sẽ cùng nhau nâng chén rượu thề, từ nay mãi mãi không hề xa nhau. Vâng, để khỏi võ công nhà sĩ Xuân Hồng đã viết: mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Cái thú vị là tôi đứng ở trên này nghe thấy cô dâu có nói với chú rể rằng: anh ơi, anh còn mùi thuốc lá, em chỉ cho anh hôn vào má. Tôi không biết là quý vị ý quý vị như nào ạ? Quý vị có đồng ý cho chú rể hôn vào má không ạ? Đúng rồi, vâng. Tôi lại nghe thấy chú rể nói với cô dâu rằng: em đừng muốn lôi thôi, anh chỉ muốn hôn vào môi. Quý vị đồng ý không ạ? Nếu vậy xin quý vị hãy đồng ý. Có món quà nhỏ của mẹ và anh chị em gia đình nhà trai sẽ trao tặng cho hai con của mình, trân trọng kính mời. Gia đình dòng họ nhà gái cũng có bố mẹ và anh chị bên gia đình dòng họ nhà gái cũng có chút quà nhỏ trao tặng cho hai con của mình, trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị anh chị và các bạn kính mến, trai yêu văn nghệ cho vui, gái yêu văn nghệ cho đời nở hoa, 70 đâu phải đã già, nếu yêu văn nghệ thì vẫn là thanh niên. Kính thưa quý vị anh chị và các bạn, và để tiếp nối chương trình ca nhạc đặc biệt chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ hôm nay, xin mời quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu và lắng nghe nhạc phẩm Đám Cưới Về Trên Đường Quê do ca sĩ Đinh Nghị trình bày sau đây. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy đồng chào và lên giòn giã để chào đón ca sĩ Đinh Nghị. Đến với ngày vui của hai bạn Bảo Thao và Ngọc Hiền, mình xin chúc cho hai bạn được trăm năm hạnh phúc và thăng long. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ thì mình xin hát bài Đám Cưới Về Trên Đường Quê.
Và sau đây trân trọng kính mời bên gia đình dòng họ nhà gái, vâng, cũng có chút quà nhỏ của cha mẹ và anh chị bên gia đình dòng họ nhà gái trao tặng cho hai con của mình. Trân trọng kính mời. Đình Nghị, anh cũng không quên san sẻ với chú rể những kinh nghiệm để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vâng, anh Nghị, anh có nói chuyện với chú rể Bảo Thao, anh có nói rằng
Bảo Thao ơi, sinh nhật vợ thì phải nhớ tặng quà, nấu cơm mùng 8 tháng 3 khỏi bàn. Vợ ngủ thì phải buông màn, mùa hè thì quạt mát mà đông sang đắp mền. Vợ giận là phải cười duyên, vợ vui mới được liên thuyên hát hò. Đêm ngủ vợ có ngáy to, mình cũng thoải mái ngáy cho vui nhà. Mà đi chợ vợ thích ăn quà, mình cũng rơi cho đã về nhà khỏi cơm. Chở vợ thì lái cho ngon, mắt luôn nhìn thẳng chớ nhòm ngó ngang. Có đi đâu phải báo cáo vợ đàng hoàng, vợ khen chồng tớ rất ngoan thì tài. Vâng, vợ chỉ có một không hai, cho nên hàng đêm là phải nhớ trả bài thường xuyên. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, đồng lòng thì tát cạn bể đông, tình chồng nhớ vợ như sông Hồng Hà. Đắp xây chung một mái nhà, trăm năm hạnh phúc cũng là từ đây. Và sau đây xin mời quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu để minh chứng cho tình yêu hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ hôm nay. Cô dâu chú rể sẽ cùng nhau chung sức, chung lòng và chung tay cắt bánh lưu niệm trong ngày cưới của mình. Vâng, kính thưa quý vị, cuộc vui nào cũng phải đến lúc chia tay, mà chương trình văn nghệ xin phép đến đây tạm dừng và ra về, hẹn đến năm sau mừng thằng cu tí dắt nhau ra đời. Vâng, nhưng đến đây thì hai họ lại có lời mời. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng ở lại nâng ly rượu chung vui cùng với gia đình. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, và sau đây với sự hướng dẫn của lễ tân nhà cưới, xin mời toàn thể anh chị quý vị và các bạn chúng ta hãy trở về bên phòng tiệc cùng nhau nâng ly rượu hồng để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị, và con đường tình yêu, con đường tơ lụa đang trải dài trước mặt cô dâu và chú rể. Vâng, là con đường vinh quang đang mở rộng thanh thang để đưa cô dâu chú rể về bên lâu đài hạnh phúc và bến bờ vinh quang. Và sau đây trân trọng kính mời cô dâu chú rể, hai vợ chồng hãy cùng sánh vai nhau trong những bước đi đầu tiên trên con đường tình yêu để đi về bên lâu đài hạnh phúc và bến bờ vinh quang. Khi chuông rền vang ngàn hoa thắm tươi hồng, bàn tay nắm tay cùng vui sướng trong lòng, tình yêu hẹn ước từ hai trái tim hồng, ngày nay kết duyên tình ta mãi đã. Oh,
quê mình năm nay quá chịu chơi, tiếng nổ vang hai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhau ghé, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau, hai trẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Quý hôm nay hai bạn bè thân hữu vật sao của lớp bạn trẻ kinh đến, và sau đây xin mời tất cả quý anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng hướng mắt lên phía trên sân khấu, vâng, và hãy dành một phút để lắng nghe một đôi lời tâm sự của cô dâu chú rể, vâng, rồi người đường và người nhất trong ngày tao này, chúng ta cùng mời chú rể. Hôm nay ngày vui trọng đại của hai em thì em xin trân trọng cảm ơn các anh chị và các bạn đã công an từ sáng xa xôi tới dự buổi lễ thành công của hai em, và hai em xin trân trọng cảm ơn mọi người. Tiếp theo thì sau đây em xin mời tất cả soon.
xuân năm này tôi xin chúc muôn nơi xuân khắp mọi nơi và xuân khắp mọi nhà. Muôn đời ha 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 ha.
xuồng ra tận đầm sâu. Anh câu cá ba sa, chơi vài con cá chê già. Anh mang về cho vợ anh chơi, vợ tôi cười thì thầm nói thôi. Ông xã em rất là number one. Anh không có cao sang, nhưng nào ai được bằng anh. Anh không có lăng nhăng, không hề dối gian một lời. Anh xin thề yêu có vợ thôi, trái tim này chỉ có vợ thôi. Trong thế gian em là tất cả. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ yêu em hoài kể từ đây đến ngàn sau. Dù cho sóng gió giang lao, tình anh luôn mãi dâng cao. Như là biển lớn sẽ mãi mãi không cạn khô. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ luôn chung tình, chỉ mình em chẳng cần ai. Ngày mai đời có đổi thay, lời anh hứa chẳng phôi phai. Em đừng hờn dối, chớ có nói câu hờn gian. Ông xã em number one. Bơi xuồng ra tận đầm sâu. Anh câu cá ba sa, chơi vài con cá chê già. Anh mang về cho vợ anh chơi, vợ cười thì thầm nói thôi. Ông xã em rất là number one. Anh không cao sang, nhưng nào ai được bằng anh. Anh không lăng nhăng, không hề dối gian một lời. Anh xin thề yêu có vợ thôi, trái tim này chỉ có vợ thôi. Trong thế gian em là tất cả. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ yêu em hoài kể từ đây đến ngàn sau. Dù cho sóng gió giang lao, tình anh luôn mãi dâng cao. Như là biển lớn sẽ mãi mãi không cạn khô. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ luôn chung tình, chỉ mình em chẳng cần ai. Ngày mai đời có đổi thay, lời anh hứa chẳng phai. Em đừng hờn dối, chớ có nói câu hờn ghen. Ông xã em number one. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ yêu em hoài kể từ đây đến ngày sau. Dù cho sóng gió giăng lao, tình mãi dâng cao. Như là biển lớn sẽ mãi mãi không cạn khô. Ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ chung tình, chỉ mình em chẳng cần ai. Ngày mai đời có đổi thay, lời anh hứa chắc phôi phai. Em đừng hờn dối, chớ có nói câu hờn ghen. Ông xã em number one.